kết tí nữa mới đánh, chung kết sẽ đánh sau trận này. Chung kết tí nữa mới đánh, chung kết sẽ đánh sau trận này. Đã livestream cả ngày hôm nay rồi, khá mệt rồi. Nên là trận này em sẽ không bình luận nhiều nữa, sẽ tập trung bình luận cho trận chung kết thôi. Về 4 được 5 triệu nhá, về 3 được 15 triệu. Đôi trẻ có Lê Duy Nam mà mặc áo màu đen xanh này là đang là vận động viên của đội Bộ Công an nhé. Đây là trận anh tài Giang ơi, đôi là thắng được thêm 10 triệu. Còn giải thưởng đồng giải 3 mỗi đôi 5 triệu thì vẫn còn. Cảm ơn anh Hoàng Long nhá. Chuyến này là em tự đi phát thôi, không được ai tài trợ hay là cho kinh phí gì cả. Sau trận này sẽ đánh trận chung kết. Sau trận này nhá. Xếp trận báo mút. Và đội Thiều Tuấn Anh.
không biết làm. Duy Nam đang dẫn. Hai cặp vận động viên Hoàng Anh Triệu và Tuấn Anh Thiều sẽ chuẩn bị dẫn dàng ngay sau đây thôi. Triệu rất thuộc về đôi nào đây? Đúng rồi. Đôi giải 3 thì được 15 triệu. Đôi giải 4 là 30 đều. 30 đều đi. Vẫn còn. Triệu đồng nhá. Đường cầu cực kỳ đắt giá, đường cầu trị giá 10 triệu đồng. Hiện tại đang là điểm số 30 đều rồi. Rất đáng cho cặp đôi Duy Nam. 10 triệu đồng nó thuộc về cặp đôi Hiếu Thắng, rất đáng tiếc.